Xin cảm ơn em Linh nhé. Từ hồi tháng 5 vào đây cho đến giờ cũng là gần nửa năm rồi. Em vào đây xong rồi dịch, thế nên là lại đây anh gần nửa năm trời rồi. Cùng chơi cùng chọn các thứ. Nên có cái gì mà gì nhỉ? Vợ chồng anh không nói chung sống vợ chồng anh, nhưng vợ chồng anh hơi nóng tính tí xíu, có cái gì thì thông cảm nhé. Đấy, còn đâu có cái gì thì anh cũng đã dặn dò mà anh cũng đã hướng dẫn rất là kỹ trong đầu tư, trong làm ăn và rồi những cái mà gì nhỉ là phải tích lũy như thế nào, rồi cả cái cách mà phải đối nhân xử thế như thế nào. Mình thấy anh đó ra ngoài làm ăn các thứ rất là cẩn thận. Và thì nhận cũng muốn không phải là thì nhà một mình em, mà em thấy do đó nhiều anh em trong hội mà thành công không? Dạ. Và những anh em trong hội đấy ngoài thành công là có gắn kết với anh không? Dạ. Đó. Và thì nhà không những thì nhà chỉ cần vừa hết dịch cái là người ta đã lên, người ta gặp anh trực tiếp chưa? Dạ. Để mà không phải ai đến anh cũng có thể nhận nhận đó. Như là em chia sẻ và em cũng ngồi được, em cũng đã ngồi trực tiếp và anh cũng muốn chỉ muốn chia sẻ cho cộng đồng nhìn nhận rõ các vấn đề. Và ngay cả em đã, em là người thực sự ra đây nhà đó rồi, em là người ngoài trừ một thằng cô trước đây anh nó đi, anh ở nhà anh 2 năm thì em là người thứ hai là ở lâu nhất mà đình nhà, nhưng mà đình nhà cô kia thì nó lại ở một cái nhà khác của anh, ở cùng cô nhân. Còn những em lại là người gắn liền anh trong nửa năm qua là liên tục luôn. Thế nên là đình nhà em nên qua những gì mà em anh hướng dẫn em trong những trước khi mà em về thì rõ đó, hàng ngày ngồi anh chỉ có muốn một thứ thôi nhỉ, để tìm hiểu để cơ hội làm ăn và anh đánh giá quản trị nó chứ không phải lao vào nó. Và thì nhỉ, anh chỉ đi anh xem xét và anh biết điểm dừng, đúng không? Đó thì anh cũng mong muốn rằng khi mà thì nhỉ, ngày mai lên về lại nhà thì anh em mình sẽ có những cái gắn kết qua những room. Rồi thì nhỉ, nếu mà bản thân anh em cảm thấy gì nhỉ, cần những cái giá trị mà để mà chia sẻ có thể liên lạc gọi điện trực tiếp, hoặc là mỗi một năm anh sẽ có những cái buổi off, hoặc là anh ra ngoài khu vực miền Bắc thì anh sẽ thông báo để anh em ngồi lại với cả nhau, nhất ôn lại, thứ hai là nhà để tìm kiếm những cái hướng kinh doanh. Mỗi một năm anh sẽ off lại và em cũng biết là nhỉ, từ từ cuối năm sẽ có một buổi off lớn và anh em trong hỗ trợ buổi off này không? Để nhà phân bổ dòng vốn để có những cái dòng vốn vào trong hướng một năm tới, 3 năm tới và 5 năm tới sẽ phải như thế nào. Đây là định kỳ của anh em trong hội nhé. Anh cảm ơn Linh nhé. Đó, thì Linh có cái gì trong nửa năm qua đi đầu hành với em không? Dạ, em đầu tiên thì em cảm ơn thầy. Thì là từ khi em vào đây là đầu tháng 5 đến giờ là cũng gọi là đến nửa năm. Thì là vào thì khi vào thì biết được đến thầy, khi vào mà thấy vào được trực tiếp ở đây mà theo dõi thầy chơi lại và những như BDC đó, thì là cái đó em ấy gọi là em biết được nhiều điều nữa. Và em chân thành cảm ơn thầy đã chỉ bảo em những cái gọi là trong làm ăn công việc cuộc sống và cả như chay và BC và nhiều cơ hội khác nữa. Rồi thì đến đây thì em cũng cảm ơn thầy, cảm ơn chị Tâm, cảm ơn cô và cảm ơn bố mẹ đã giúp đỡ em khi em thấy làm thầy. Cảm ơn em. Nói chung là mày đi về thì là anh cũng cảm thấy là nó cũng rất là buồn bởi vì gắn kết với nhau mình cảm một thời gian dài đó, tất cả những gì về đầu tư làm ăn mày thấy em đi rất là chậm. Anh có thể nóng tính trong xã hội, anh có thể lao hoa trong xã hội ngay, nhưng mà nhà với tiền bạc với làm ăn mày thấy anh rất là bình tĩnh, mình làm chủ nó. Và thì nhà anh chỉ chia sẻ để cảnh báo cộng đồng và để hiểu rõ vấn đề, không phải ai cũng có thể ngồi chung mọi thứ và đấy là chia sẻ. Và anh cũng muốn em nhìn vào những cái gương mà anh đã làm và những anh có phải anh luôn luôn đi những cái tài khoản nhỏ để đi lên lớn, và anh muốn anh em cũng phải vậy. Và anh chúc Linh và những sau này thành công và những gì mà anh đã dặn cho em trong mấy ngày gần đây để cho em hiểu rõ vấn đề rồi nhìn nhận rõ vấn đề em dám về nhà để nó tiết kiệm nha. Rồi thứ nhất là nhìn nhận lại xã hội và nhìn nhận lại những cái mối quan hệ để mà nhìn nhận lại công việc và lao vào lại làm ăn. Và anh nên nhớ là nhà
không có câu chuyện mà nhà thiên hạ nó vạch bánh vẽ cho mình. Dạ nhé, em phải cẩn thận trong vấn đề này nhé. Đó, đấy thì anh chia sẻ với em mà anh mong muốn là em sẽ gì nhà thành công nhé. Em cũng chân thành cảm ơn thầy. Cô Điền nhà đây cũng lưu luyến với cả em Linh đây. Sau 6 tháng vợ chuẩn bị cho em nó đây. Đó. Đó. Anh nha, vui vẻ nha. Đấy, thằng này là nhiều kỷ niệm nhất đấy. Đó. Cái này thăm bố mẹ thế. Hả? Đang đưa em Linh về quê đây. Dạ, sau 6 tháng học thực tế. Thì nha, Linh có gì không? Đấy, em Linh đấy. Nha. Từ tháng 5 cho đến giờ là mấy thầy trò trực tiếp nằm ở trong nhà né dịch. Bây giờ được ra cái là đưa em về. Đi mình vẫn đang chơi đây. Đó. Để thực tế cùng cả em Linh. Nha. Đó. Nói lời tạm biệt. Trong 6 tháng qua em thì em rất thành cảm ơn thầy, chị cũng như cô và người thầy rất nhiều đã giúp em và hỗ trợ em khi mà em đang ở đây. Em rất thành cảm ơn thầy và chia sẻ em những chia sẻ em tư duy đầu tư và cũng như là tư duy về làm ăn và những tư duy về cuộc sống. Là bằng cảm ơn Linh cho thầy, cảm ơn thầy. Cảm ơn Linh nhé, cảm ơn bé Linh. Đi đến nỗi mà cô Điền nhà cô khóc. Phải tắt đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.